Ngay từ sáng sớm ngày 23 tháng 5, nơi chót cùng của dải đất hình chữ S, ngay dưới chân cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau, bà con cử tri ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển rộn ràng thực hiện quyền công dân trong rực rỡ cờ hoa, làm cho sắc màu nơi xứ rừng gian biển thêm rộn niềm vui, thật sự là ngày hội của toàn dân. Đất nước ngày càng phát triển, cuộc sống người dân ngày càng khấm khá, và hiện thực là đời sống của người dân tại xã Đất Mũi đã có nhiều thay đổi. Góp lá phiếu cùng cử tri cả nước, cử tri Đất Mũi mong muốn những đại biểu được bầu tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, cùng chung sức vì một Việt Nam ngày thêm tươi đẹp, sánh vai cùng bạn bè quốc tế như Bác Hồ hằng mong đợi. Tôi kỳ vọng làm như thế nào, nhiệm kỳ tới này, các đồng chí mà dính trong Hội đồng Nhân dân lần này làm như thế nào đó, lo cho được nguồn lợi và cuộc sống cho nhân dân quê hương Đất Mũi. Rất là vui ạ, vận động từ gia đình, từ nhà người đang đi bầu cử sớm cho nó tốt đẹp trong ngày hôm nay. Để giúp cho là dân sau này được là phấn đấu hơn, cũng như là bao nhiêu ấp người ta được mở mang là đường làng cho nó đẹp đẽ. Thì ngay từ đầu đó, cái công tác chuẩn bị về nhân sự đã được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, bài bản và dân chủ. Do vậy mà xuất phát từ cái tiêu chuẩn của người được ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp cũng đã được quy định rất là cụ thể và được nâng lên. Từ đó mà cái công tác chuẩn bị nhân sự là một cái công tác quan trọng và đã được chuẩn bị rất là chu đáo. Chúng tôi thấy rằng những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân kỳ này thì cơ bản là trình độ nâng cao hơn so với những lần trước đây. Cả về trình độ chuyên môn, trình độ học vấn, trình độ chính trị, v.v. Và qua cái gặp gỡ tiếp xúc cử tri đó, thì hầu hết các ứng cử viên đều thể hiện cái trách nhiệm cao của mình trước đất nước. Đến trưa ngày 23 tháng 5, công tác bầu cử tại ấp Mũi đã hoàn tất, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. Mọi người dân với niềm vui phấn khởi, tự tin và kỳ vọng vào sự lựa chọn bầu những người có tài có đức, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, không khí cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trang trọng, nghiêm túc. Bệnh viện Đa khoa Cà Mau là khu vực bỏ phiếu số 13, phường 6, thành phố Cà Mau, với 32 cử tri đăng ký tham gia. Thì mình cũng lo lắng, chứ nói chung là mình bệnh mà mình đi được thì anh em tới đây giúp đỡ thì mình cũng vui. Để được bầu cử, đó là quyền trách nhiệm công dân của mình. Thì nếu như mình lựa chọn người bầu cử để đúng đắn cho người dân được hoàn chỉnh tốt đẹp hơn, thì ở trong lòng mình cảm thấy cũng rất là vui cho những người mà trúng cử để được bầu cử để làm giúp đỡ cho người dân. Không thể trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu theo hộ khẩu đăng ký, nhiều bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau được tổ bầu cử mang thùng phiếu lưu động đến tận giường bệnh. Tâm lý của cô thì rất vui mừng vì được ở cũng như trong bệnh viện này, các y sĩ và bác sĩ cũng như là đem giấy đến cho mình để bầu cử. Mình rất ân hạnh, được cảm ơn những người đem đến cho mình được bầu cử. Mỗi lá phiếu thể hiện ý chí nguyện vọng của cử tri gửi gắm đến những đại biểu dân cử. Từ giường bệnh, các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau vẫn được đảm bảo thực hiện quyền công dân của mình. Từ tay bỏ lá phiếu cử tri, họ đã góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử, lựa chọn những đại biểu dân cử ưu tú. Huyện U Minh có 77.497 cử tri đi bỏ phiếu tại 145 khu vực, trong đó có 40 khu vực bỏ phiếu trên lâm phần rừng tràm, tập trung ở các xã Khánh An, Nguyễn Phích, Khánh Lâm, Khánh Thuận, Khánh Hòa. Các cử tri nơi đây đi bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong niềm vui, rừng tràm U Minh Hạ đã vượt qua mùa khô năm 2020-2021 an toàn. Đã phân công cái tổ mà y tế làm rất tốt công tác phòng chống dịch, thực hiện đúng theo công tác 5K. Thì khi bà con đã đến thì sát khuẩn, yêu cầu bà con thực hiện nghiêm vấn đề là khoảng cách, đeo khẩu trang và không được mà vứt khẩu trang bừa bãi, vứt phải đúng quy định, bỏ vào sổ rác của mà ban tổ chức để đặt trước trụ sở. Người dân là tích cực
tham gia bầu cử và chọn những cái vị đó là ứng cử viên rất là đúng mực, trình độ đó là khá cao. Hy vọng của địa phương là muốn cho các vị là phải là đầu tư cái cơ sở hạ tầng để là phát huy cái tiềm năng của cái vùng đất U Minh giàu truyền thống cách mạng. Bầu cử quốc hội lần này 4 cấp đó, thì những người dân ở ấp 10 xã Khánh An xem xét những người có đức có tài để bầu vào quốc hội, hội đồng nhân dân tỉnh, hội đồng nhân dân huyện, hội đồng nhân dân xã đạt tiêu chí cao. Các khu vực bỏ phiếu tại huyện U Minh đều thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo biện pháp 5K của Bộ Y tế, như kiểm tra thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn, đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách đúng quy định. Do cái diễn biến của cái thời tiết trong cái buổi sáng nay thì nó cũng không có được thuận lợi. Tại vì U Minh thì cũng có một số cái tổ bầu cử nằm trong cái khu vực lâm phần rừng tràm. Thì điều kiện của bà con cử tri đi lại thì cũng còn khó khăn. Hơn nữa thì theo cái chỉ đạo của tỉnh thì phải phân theo giờ, theo tiếng dân cư để đến bỏ phiếu. Cho nên thì đến giờ này thì trên toàn huyện thì số liệu tổng hợp thì mình cũng đạt là khoảng 80% trên tổng số cái cử tri. Thì tình hình về cái an ninh trật tự, rồi cái phòng chống dịch, cũng như là cái tỷ lệ bỏ phiếu đó thì mình cũng rất là thuận lợi. Và đây đến cái thời điểm kết thúc bầu cử thì huyện tiếp tục chỉ đạo cho các cái tổ, trong đó cái tổ từng tổ bầu cử sẽ cử cán bộ để tiếp tục vận động cử tri đi bỏ phiếu cho nó đảm bảo trước cái giờ kết thúc. Hòa chung không khí hân hoan ngày hội toàn dân tại Quế Thế Bình, cử tri là người đồng bào dân tộc Khmer phấn khởi đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ghi nhận tại ấp 7 xã Tân Lộc, từ sáng sớm người dân đã đến khu vực bỏ phiếu số 7. Tại đây có 1.300 cử tri, trong đó có 460 cử tri là người đồng bào dân tộc Khmer. Công tác tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19, việc hướng dẫn cử tri thực hiện bỏ phiếu được thực hiện chặt chẽ, từ việc bố trí khẩu trang, nước sát khuẩn. Cử tri khi đến bỏ phiếu đều được đo thân nhiệt, hướng dẫn thực hiện trình tự bỏ phiếu, đảm bảo trật tự theo đúng quy định giãn cách phòng chống dịch. Thì đối với địa bàn Tân Lộc, tới 9 đơn vị bầu cử thì chia ra 39 khu vực để điều tiết cái thời gian, đảm bảo cái giãn cách để đi bỏ phiếu cho tránh việc mà tập trung đông người. Để tạo thuận lợi thì trong suốt thời gian qua thì Ủy ban nhân xã cũng như Ủy ban bầu cử của xã chỉ đạo các ấp, tức là tạo điều kiện cho người dân đi bỏ phiếu cũng như thực hiện cái quyền công dân của mình, cái ngày hội toàn dân là đạt kết quả cao nhất. Tập trung nhau để hội ý nhau để làm sao mình chống COVID-19 này là như là xả bông tay rồi khẩu trang để làm sao mình đi bầu được tốt đẹp. Mình cũng mơ ước là anh em đắc cử chi lần này làm sao mơ ước được con cháu mình như là học hành được là tới nơi tới chốn, và trong đó cũng mơ ước là các đại biểu sắp tới này là cái được cái gì là làm chưa được đó cũng cố làm cho được cho đồng bào dân tộc Khmer. Thì tôi thì gửi chi thì cũng cầm lá phiếu bầu thì cũng mong muốn là các vị nào mà được chúng cử cái đại biểu tới này thì cũng nguyện vọng để chăm lo đời sống cho đồng bào tốt hơn. Tại ấp 7 có 21 trường hợp đặc biệt là những cử tri già yếu tàn tật không có khả năng đến điểm bỏ phiếu. Các tổ bầu cử bố trí các hòm phiếu di động đến tận nhà để cử tri thực hiện quyền công dân.